Thưa quý vị, phấn đấu nằm trong top 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số trong năm 2023. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang nỗ lực triển khai hàng loạt giải pháp nhằm tối ưu hóa các hoạt động, quản lý, điều hành, cũng như cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Và thông qua nhiều giải pháp, mô hình, trong 9 tháng của năm 2023, số hồ sơ hành chính được thực hiện và giải quyết trực tuyến trên địa bàn tỉnh đạt gần 97%, tăng hơn 46% so với cuối năm 2022. Đầu năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa triển khai mô hình điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến. Đây là mô hình được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chọn làm mô hình điểm để nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Thực hiện mô hình này, vào 2 ngày cuối tuần, Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 5 khu phố trên địa bàn phường sẽ trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản, hướng dẫn cách đăng ký giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến tại trụ sở các khu phố. Nhờ mô hình này, đến nay, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ hành chính qua môi trường mạng của phường chiếm đến 98,8%, tổng số hồ sơ tiếp nhận tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Mô hình thực hiện là chủ yếu là mình hướng dẫn người dân cài cái dịch vụ công trực tuyến cũng như là cái định danh điện tử, lồng ghép vô lượng cái vận động tài khoản ngân hàng nữa. Thì cái này cũng mô hình triển khai cũng rất là khả quan. Các thủ tục hành chính thì mình đã là thực hiện trên cái hành chính công rồi, rất là nhanh gọn và đơn giản cho mọi người dân. Nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, ngoài việc bồi dưỡng, nâng chuẩn đội ngũ cán bộ công chức viên chức, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc còn đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đạt chuẩn. Đến nay, 100% cán bộ công chức viên chức trên địa bàn huyện được trang bị máy tính, 100% đơn vị có mạng nội bộ LAN, 100% đơn vị được kết nối Internet băng thông rộng. Huyện cũng triển khai nhiều mô hình cải cách hành chính như 2 ngày trong tuần không nhận hồ sơ giấy, vận động doanh nghiệp kinh phí mua tặng hơn 90 điện thoại thông minh cho trưởng ban điều hành các ấp khu phố trên địa bàn để cập nhật thông tin, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Hiện người dân đi đến bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn huyện đều được hướng dẫn đăng ký thực hiện giải quyết hồ sơ trực tuyến, dần tạo thói quen sử dụng dịch vụ này trong những lần tiếp theo. Do đó, tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến cấp huyện đạt trên 99,9%. Đây là sự bứt phá đáng ghi nhận của huyện Xuyên Mộc, một địa bàn nông thôn vùng xa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu so với cùng kỳ năm 2022, khi tỷ lệ này vào thời điểm đó chỉ đạt hơn 13%. Hiện tại thì có 2-3 cái mô hình là nổi bật và được người dân đồng tình hưởng ứng rất là cao. Thì dân tới thì cán bộ có trách nhiệm là hướng dẫn cho dân để nộp trực tuyến 100% vào cái ngày đó. Tôi cũng đã thực hiện là nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công đó. Đối với tôi thì tôi thấy cũng rất là tiện lợi. Bất kỳ chỗ nào mình cũng có thể gửi được cái hồ sơ của mình đi để mà duyệt hay là để thực hiện theo yêu cầu của mình. Đấy, tôi thấy cũng rất là hài lòng. Tính đến thời điểm hiện tại, cổng dịch vụ công của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cập nhật 2.003 thủ tục hành chính, trong đó 1.522 thủ tục cấp tỉnh, 313 thủ tục cấp huyện và 168 thủ tục cấp xã. Trong 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh có gần 400.000 hồ sơ hành chính thực hiện trực tuyến, đạt tỷ lệ 96,68%, tăng hơn 46% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp tỉnh đạt gần 80%. Cấp huyện và cấp xã đạt từ 98,65 đến hơn 99%.